Chào mừng mọi người đã đến với Bạn Có Biết của OneCat Việt Nam. Trong video này thì mình sẽ cập nhật nhanh cho mọi người 5 tính năng mới đã được cập nhật vào trong nền tảng Autodesk Construction Cloud vào tháng 5 này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video. Ok, tính năng đầu tiên đó chính là việc giờ đây người dùng đã có thể xem được những cái issue khi mà view mô hình trên thiết bị di động. Bây giờ mình sẽ truy cập vô cái phần ứng dụng này và sẽ truy cập vào cái phần mô hình. Và mọi người lưu ý là mọi người chỉ có thể thấy được cái issue khi mà mọi người chuyển qua cái chế độ viewer mới nha. Mình sẽ có một video chi tiết hơn về cái cách sử dụng viewer mới này. Rồi, trong cái view này chúng ta sẽ thấy được những cái issue trong mô hình nè. Nếu mà mọi người chuyển về viewer cũ thì mọi người sẽ không thấy được những cái issue này nha. Đó. Đây. Rồi bây giờ mình quay lại cái phần viewer mới. Rồi, với các issue mà trên mô hình này nè, chúng ta chỉ có thể xem và chỉnh sửa hoặc là xóa những cái issue đang có trên mô hình. Chúng ta không có thể tạo mới được những issue trực tiếp trên mô hình này nha. Mình hy vọng là trong thời gian tới hãng sẽ cập nhật tính năng cho phép người dùng sử dụng thiết bị di động có thể tạo issue trực tiếp trên thiết bị di động luôn. Bây giờ ví dụ mình sẽ vô một cái issue, mình sẽ lựa chọn cái issue này. Rồi, kéo lên. Trong cái issue này mình vẫn sẽ thấy được đầy đủ tất cả các thông tin liên quan. Mình có thể là cập nhật lại trạng thái pending hoặc là bổ sung thêm những cái thông tin cần thiết ở cái phần này. Đó, thông tin. Rồi, ok. Ngoài ra, mình sẽ còn có một cái phần nữa là phần photo. Ví dụ như người dùng họ khi họ sử dụng ứng dụng này, sử dụng này để giám sát vào công trường đó, sẽ có những cái vị trí phát sinh lỗi, họ đã đến cái issue vào những vị trí đó rồi. Thì khi mà sửa xong lỗi, họ sẽ đi kiểm tra lại những vị trí đó. Họ hoàn toàn có thể sử dụng cái tính năng photo ở đây để chụp lại. Sử dụng camera này. Mình sử dụng camera nha. Đó. Mình có thể đưa lên này. Đấy. Để chụp lại cái hình ảnh tại vị trí đó và đính kèm vào issue để xác nhận là vấn đề này đã được xử lý. Đây, phía dưới này sẽ có cái nút là cho phép người dùng xóa cái issue này. Ok, tính năng thứ hai đó chính là Activity Log. Thì tính năng này trước đây có mặt trên BIM 360 nhưng mà chưa có trên nền tảng Autodesk Construction Cloud. Thì giờ đây người dùng có thể sử dụng được tính năng này trên nền tảng Autodesk Construction Cloud. Tính năng này sẽ cho phép ghi nhận lại được những cái hành động của người dùng đã thực hiện trong dự án. Giống như trong giao diện này nè, mọi người có thể thấy nè, mình đang thấy được rất nhiều hành động của Vũ Hoàng Nghị là tên của mình ha. Đó, đã làm gì trong dự án nè, vào thời gian nào nè, cũng như là các thành viên khác đã làm gì trong dự án và hành động đó là gì. Ví dụ như là xóa nè, xóa tài liệu nè, đó, document xóa nè, hay là restore nó lại, cũng như là hay là download dữ liệu này về. Và tính năng này sẽ có một cái bộ lọc ở đây cho phép người dùng lọc theo tên. Mình bấm vô, nó sẽ ra lịch sử nè, và nó sẽ có khoảng thời gian nha. Mình có thể chọn theo cái khoảng thời gian để mình kiểm tra theo các mốc là hôm nay, trong vòng 7 ngày và trong vòng 31 ngày trước đó. Tính năng tiếp theo là phần Multi Naming. Bây giờ mình sẽ vô Doc nha. Trước đây các dự án trên Autodesk Doc chỉ cho phép người dùng được thiết lập một quy tắc đặt tên thôi cho dự án thôi. Giờ đây người dùng có thể thiết lập nhiều quy tắc đặt tên cho dự án và áp dụng nó cho những folder chỉ định. Bây giờ mình sẽ vô phần Naming trước nha. Mình lướt phải nè. Và mọi người lưu ý là chỉ có Project Admin á, họ mới có quyền truy cập và thiết lập cái phần tiêu chuẩn đặt tên này thôi nha. Như đây mình đang có hai cái tiêu chuẩn đặt tên nè. Đó, hai cái tiêu chuẩn đặt tên. Trước đây thì chỉ có một thôi, bây giờ có hai. Việc mà khởi tạo những cái tiêu chuẩn đặt tên này nó cũng sẽ giống như trước đây và nó bổ sung thêm một tính năng là cho phép mọi người copy nhanh ra một cái tiêu chuẩn đặt tên mới và chỉnh sửa nó. Và mọi người lưu ý nha, mỗi tiêu chuẩn đặt tên thì nó phải độc nhất. Có nghĩa là nó không có những cái trường thông tin bị trùng lặp nhau. Mình ví dụ ở đây nó sẽ có những trường thông tin nè, số lượng nó ít hơn nè, hoặc là cái trường thông tin đó nó phải thay đổi vị trí hoặc là nó thay đổi thuộc tính thì nó mới được chấp nhận. Nếu những tiêu chuẩn đặt tên mà có các trường thông tin đó bị trùng nhau thì nó sẽ không cho mình áp dụng nha. Bây giờ để có thể mà áp dụng một tiêu chuẩn đặt tên đó thì như bình thường mình sẽ quay trở lại cái tính năng file nè, mình chọn cái thư mục. Đây để mình vô cái thư mục này đi. Như mọi người thấy nè, đây là cái ký hiệu cái thư mục được áp dụng tiêu chuẩn đặt tên.
và mình khi mình rê chuột vô thì nó sẽ hiển thị cho mình biết á, là thư mục này đang được áp dụng tiêu chuẩn đặt tên gì. Và bây giờ mình sẽ click vô đây, mình áp dụng một tiêu chuẩn đặt tên mới cho folder ha, và chọn 2024 rồi apply. Sau khi xong thì bây giờ mọi người nhìn ha, mình đã có hai tiêu chuẩn đặt tên ở trên đây và đây. Tính năng tiếp theo đó chính là bổ sung thêm những tùy chọn cài đặt trong cái tính năng RFID của sản phẩm Ultra Build. Như trên giao diện mọi người có thể thấy ha, mình sẽ được bổ sung thêm cái tính năng dưới này nè, là cho phép đính kèm một cái RFID report vào trong email thông báo, hoặc là cho phép cái người mà RFID manager hoặc là project admin á được quyền chỉnh sửa lại cái phần response official report, cho phép đính kèm tài liệu vô luôn ha. Ok, tính năng cuối cùng đó chính là việc tô màu cho các đối tượng trong mô hình 3D, và người dùng chỉ có thể sử dụng tính năng này trong cái module đó được gọi là model coordination nha. Nếu mọi người sử dụng sản phẩm là Ultra Desktop thì mọi người sẽ không sử dụng tính năng tô màu cho các đối tượng 3D được. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái view 3D mình đã thiết lập sẵn, vô đây. Trong cái view 3D này nó sẽ chứa mô hình của các hệ khác nhau, ví dụ như là của kiến trúc và của MEB. Rồi mình view ở đây mình đang để sẵn nè, thì tính năng tô màu nó nằm ở đây, offset color mình bật nó lên, mình bật nó lên và nó sẽ có một cái bảng đây cho phép mọi người thay đổi màu sắc dựa theo những cái property. Color thì nó sẽ có ba dạng chính là property nè, theo file nè, theo model. Và nếu mà chọn theo property á, thì nó sẽ lấy những cái thuộc tính của các model ở đây, những cái đối tượng 3D ở đây, để nó tạo thành bộ lọc màu. Như đây mình đang tạo cái bộ lọc màu theo hệ thống thì nó hiển thị lên nè. Mình có thể là mình sẽ tắt nó đi cho mọi người xem ha. Tắt đi đó. Rồi bật lên lại, hoặc là mình sẽ chỉnh lại về dạng mặc định, là chọn file nè, hai màu, rồi property lại nè. Rồi mình sẽ chọn all option, như là mình sẽ chỉnh về là category. Category name đó, nó sẽ có những cái bộ màu khác nhau và nó sẽ cho phép người dùng được quyền thay đổi cái phần màu sắc này. Mình click vô, mình chọn mình muốn chuyển nó thành một cái màu nhìn dễ chịu hơn, hoặc là đỡ bị nổi hơn nè, như màu xám nè, hoặc là màu cam đó. Ví dụ như chọn màu xám nè, màu xanh lá nè. Và nếu như mà mọi người không muốn hiển thị màu sắc cho nó thì có thể chọn cái này là không màu nè, nó sẽ chuyển về bình thường. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người 5 tính năng mới đã được cập nhật vào trong nền tảng Ultra Consumption Cloud vào tháng 5 vừa rồi, và còn rất nhiều tính năng mới nữa. Mọi người có thể truy cập vào bài viết của OneCast tụi mình để xem thêm ha. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người có thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.